tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Hai bánh bèo đứng hứng mít đầu tư căng tấm bạc siêu to khổng lồ. Ê ê, từ từ qua đây, không phải bên đây chứ? Rồi chuẩn rồi đó, khều cho rớt xuống đi, chạy đằng trời với chị. Ok, rụng nè. Rồi xong, lọt bà nó xuống đất, trái mít dẹp lép luôn. Anh trai đứng hái chắc thổ huyết với hai bà chị này quá. Còn đây là con sen đi chơi mới về thì đã đập nguyên cái mặt vô kính, tôi hó quay đầu bỏ chạy, sợ bị đổ thừa. Mẹ ơi, cứu con. Chị mẹ ngồi bưng tô cơm bình thản, miệng vẫn nhai đều. Cho mày chừa, đi mà cái mắt cứ ngó lên trời, mày chưa hư cái cửa tao đó con. Đến với trò múa thúng của em mặc áo phao, tay chỉnh sẵn sàng, lên. Ôi trời ơi, ổng lắc tới đầu của em chiêu đến đó, và cái kết. Lọt bà nó xuống sông, mà công nhận ông nội chèo thúng này có thù với bà hay gì á quý vị ơi. Tôi cười muốn rớt cái răng với mấy chú hề nhà tôi luôn rồi. Không, mọi người cảm nhận thế nào về các tình huống vừa rồi ạ? Comment chia sẻ cùng Tình Bà Phúc Hài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước mỗi ngày nha.